Chào các em, chúng ta bắt đầu bài học này. Hôm nay chúng ta sẽ có hai phần, một là ôn tập và thứ hai là tổng kết điểm trước để nộp cho các thầy cô in bài tập. Lý do tại sao lại theo yêu cầu của nhà trường thứ hai tuần 10 là đã phải tổng kết điểm rồi. Cho nên là chúng ta không kịp để thứ hai tuần sau chúng ta mới tổng kết là không kịp. Bây giờ cái phần đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ ôn tập môn xác suất thống kê ứng dụng. Đây, chúng ta sẽ thấy được cái sự kết nối giữa các câu hỏi liên hoàn cước luôn. Với đặc biệt ở đây chỉ gồm có hai dòng: tập dữ liệu điều tra 02.csv có dữ loại dữ liệu của điều tra thông tin về giới tính, tuổi, nơi tạm trú và tổng thu nhập trong năm 2018, đơn vị triệu Việt Nam đồng. Cái file này Théo đã gửi trên bài Steam rồi, chúng ta có thể download và cùng thực hành cùng. Nếu như bạn nào đó có hai máy tính, có thể download cùng luôn rồi. Và quá trình học của chúng ta đã được ghi hình, cho nên là các em không cần thiết phải ghi. Nó lại làm tốc độ đường chuyển nó chậm lại. Mà về mặt nguyên tắc thầy đã nhắc thế rồi mà ai đó phát hiện là Théo cho out khỏi lớp tính là bán luôn đấy nhá. Với giả thiết như trên thì câu thứ nhất là hãy cho biết cái quy trình lấy tệp dữ liệu trên và hòa vào hệ thống. Thì trước hết là chúng ta mở phần mềm RStudio này. Chúng ta đã biết RStudio thì nó chỉ là cái áo khoác của phần mềm. R thôi. Thì vì đây là file dữ liệu cho nên là bước đầu tiên ấy, là chúng ta phải lấy nó ra. Nhưng mà lấy nó ra. Trước hết là chúng ta phải chọn lại thư mục làm việc. Chọn lại thư mục làm việc. Thì ở đây chúng ta có hai menu file, ở trên này là một và ở dưới là hai. Thì cái menu file ở dưới này thì là chúng ta sẽ nhấn vào nút chấm chấm chấm. Đấy, chúng ta chọn lại thư mục làm việc. Thì mình vừa download ở trên mạng về thì mình sẽ vào thư mục download. Còn là bài kiểm tra hay bài thi sau này nó có thể là ổ D hoặc là ổ C. Như các thầy cô cho đường dẫn là mình phải tìm vào đó để mình lấy. Ví dụ như có thầy download về ổ D, thư mục download, chúng ta nhấn vào đây, ổ C, sau đó chúng ta kéo con chuột xuống để xem trong này nó có những cái gì. Cái gì đi, bộ đề rèn luyện cơ thể phải. D. Đây rồi, đây nó chính là đây. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm giống như bình thường, chúng ta sẽ làm chuẩn. Sau khi đến đây rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào chỗ lúc chỗ này chúng ta đưa con chuột đây thì nó sẽ hiện lên dòng go to directory, tức là chúng ta sẽ đi đến thư mục. Còn nếu chúng ta đưa chuột vào đây thì nó sẽ hiện là more file command. Ta ấn vào cái nút tam giác và đi xuống dưới này. Thì ra là nó ẩn giấu một loạt. Thì chúng ta, trước hết chúng ta kiểm tra cái này đã. Chúng ta gõ chữ get. Get WD. Enter. Thì hiện nay thư mục làm việc nó đang ở chỗ này. Nó không phải là cái thư mục nó chứa cái file của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Ấn vào set as working directory. Thì nó sẽ cái lệnh này nó thay cho quá trình chúng ta thực hiện cái hành động này, nó sẽ thay cho cái lệnh chúng ta gõ như này. Cái này là nó mặc định. Thế thì chúng ta sẽ cái mặc định là cái trên, chúng ta sẽ gõ lại get wkb một lần nữa. Đấy, lúc này thư mục làm việc của chúng ta hiện tại nó đã khác, đúng chưa nào? Đây là thao tác, nó nhỏ nhưng nó rất là lớn.
Tại sao vậy? Tại vì chúng ta có thể học thuộc hết các lý thuyết xung quanh của chúng ta qua hàng đống tài liệu, nhưng mà chúng ta không lấy được dữ liệu ra thì chúng ta cũng không làm được bài. Ngồi đấy mà khóc. Đúng chưa nào? Vậy đây thao tác là nó là nhỏ như vậy là lớn. Nó theo suốt chúng ta quá trình học, tập, sử dụng phần mềm là Studio, Era và Era Studio. Sau khi đến đây xong rồi thì chúng ta bắt đầu lấy dữ liệu ra. Thì đây là ví dụ 1, cho nên chúng ta sẽ đặt ví dụ 1 bằng đây là file đuôi là CSV, cho nên lệnh đọc của chúng ta sẽ là read.csv. Tên file này là dữ liệu điều tra. Ta ấn vào phím tab. Vì nó chỉ có một file thôi cho nên là ấn tab phát nó ra luôn cả loài nó luôn. Chứ nếu nó có hai file là gần gần tên gần giống nhau là mình. Trong quá trình mà chúng ta thực hiện cái việc là thuyết trình trước đám đông thì thầy thấy có rất nhiều em thuyết trình nhưng mà lại không có cái dòng này. Đó là tiêu đề bằng chu. Thì thông thường các file các thầy cô cho là bao giờ cái dòng trên cùng nó cũng là tiêu đề. Đến đây thì có một số thao tác ví dụ như là nếm, ví dụ một, ok. À, như vậy là sao lại có chữ cầu đấy. Thì ở đây nó có các năm biến đúng không nào? Đấy, tên biến nhà trước mặt này. Đấy, đấy là cách xem tên biến. Chúng ta gõ chữ name xong rồi tên data frame. Rồi chúng ta có thể xem mấy cái bạn mấy cái quan sát ở trên phía trên ấy. Quan sát ở cái vùng trên. Mặc định thì nó sẽ có cho chúng ta 6 cái bản ghi trên cùng, tức là 6 quan sát trên cùng. Nhưng mà mình có thể biết ba cái trên cùng chẳng hạn thì chúng ta sẽ thêm với ba này. Đấy, nó chỉ cho chúng ta ra ba. Cái thứ tự này là thứ tự ở trong bài, còn cái thứ tự này là thứ tự các quan sát số 1, số 2, số 3. Còn đây là đánh số thứ tự ở trong bài, trong cái file đấy. Được chưa? Nhưng bây giờ người ta có thể hỏi chúng ta là số biến, rồi số quan sát tham gia vào điểm trong điều cuộc điều tra này. Thì chúng ta quan sát các lệnh mà chúng ta tự rút ra kinh nghiệm. Và lệnh thứ nhất là NRO. NRO. Thôi thì có thể tiếng Anh mình không đoán đúng nhưng đại đề rằng là nó chính là number, tức là số phần, number row tức là số phần tử, là số 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 dòng. Nói thế cho dễ nhớ. Đôi khi nó về mặt ngữ pháp ngữ nghĩa mà nó không đúng nhưng mà nó lại giúp chúng ta nhớ lâu. Anh mà cứ theo kiểu dịch ngon lành thì mà đến lúc anh không nhớ được, thà là người ta dịch theo kiểu dịch mơ dịch gần đúng thôi nhưng mà nó lại nhớ lâu thì là NRO là bằng 200. Và chúng ta sẽ đoán ra lệnh tiếp theo thì là tiếp theo là cái gì nhỏ. Tiếp theo là cái gì? Trần Anh Thư. Trần Anh Thư không đi học à? Học ở nhà cũng không đi, cái này thì chết rồi. Nguyễn Thị Thu Hiền 35912. Dạ có. Tiếp theo là số cột. Nhưng mà nó viết là gì? Khô cực có lời ạ. Đây, đúng rồi, chuẩn luôn. Đâu. Ê, số 200 nói là điều gì? 200 là có 200 dòng, còn 5 là 5 cột. Ai chả biết thế, nhưng mà 200 này không, ngoài cái từ dòng ra nó còn thực chất nó là cái gì? 200 người yêu cũ à? 200 gì?
200 quan sát. Cái số 5 có nghĩa là gì? Số 5 này chính là 5 biến. Và sau đây thì là một lệnh khác. Đó là lệnh Jim. Ok. Cái này nó có nghĩa là gì nhỉ? Dim, dim tức là dimension là số chiều. Đây thì có trước là dòng, sau là cột, tức là 200 dòng và 5 cột. 5 cột nói lên điều đó có nghĩa là nó có 5 biến. Và 200 dòng có nghĩa là nó có 200 quan sát tham gia vào cuộc điều tra, cái tập dữ liệu điều tra này. Thế thôi có gì đâu. Đấy, như vậy là sơ lược là giáo đã nói xong được cái câu số 1. À còn hòa hệ thống. Hòa hệ thống. Thì bây giờ ở trên mình thấy được rằng là nó có các biến là giới tính này, tuổi này, nơi tạm trú này, thì mình gõ tự trị nơi tạm trú. Ui giời ơi, nó báo lỗi luôn. Như vậy lỗi này là do làm sao? Nguyễn Phương Anh. Dạ. Nó đang không, sao nhỉ, ý là kiểu để truy cập vào giờ cái dữ liệu ấy à? Nó báo là thì phải có cái, vâng thì phải có cái gì sao vậy? Ý là tên của tập dữ liệu xong rồi có cái hình giống hình đô la ấy ạ. À? Hình đô la. Hình như trong giấc mơ em cũng nghĩ đến đô la đúng không? Em cũng mong là thế thầy ạ. À? Thế em mong sau này được lương bao nhiêu củ? Càng nhiều càng tốt thầy ạ. À? Càng nhiều càng tốt à? Thế thì lấy đại gia. Vâng. Không, cái đấy thì thôi về em giàu tự thân ạ. À? Chúng ta có hai cách xử lý. Cách thứ nhất là chúng ta viết tên của data frame là ví dụ 1, xong dấu đô la. Đấy, nơi tạm trú. Ok, thế nó sẽ ra. Cách thứ hai là chúng ta hòa vào hệ thống. Hòa vào hệ thống. Còn nhớ lệnh hòa vào hệ thống là gì không? Xin mời Lê Nguyễn Yến Chi. Dạ. Hòa vào hệ thống là lệnh attack ạ. Viết như thế nào? Attack. Phát âm tiếng Anh thì chuẩn nhưng mà viết bằng tiếng Việt thì không biết. Có khi người ta đọc phát âm không đúng nhưng người ta viết lại đúng. Bắt đầu chữ A, T, T. Ok. Nhúng một lần nữa nhé, nhúng hai lần như này nó sẽ báo trùng như này. Đấy. Lúc đấy mình phải gỡ đi một lần. Nhúng một lần thôi. Có nhiều bạn chắc giống kiểu là đăng ký học một lần rồi, đăng ký học tiếp lần hai cho chắc, nhưng mà không biết là đăng ký lần thứ hai thì có nghĩa là nó hủy. Rồi. Thế thì bây giờ thì chúng ta gõ chữ này nó ra ngay. Đấy. Như vậy là thầy giáo đã hướng dẫn xong cho chúng ta cái đoạn đầu, các kỹ thuật và rồi đếm số dòng số cột. Bây giờ với câu hỏi thứ nhất, tính số nam số nữ trong dữ liệu điều tra, chúng ta sẽ làm như thế nào? Xin mời Dương Thu Giang. Em đây ạ. Em thưa thầy, để tính số nam số nữ thì dùng lệnh sum ạ. Sum như thế nào? Lệnh sum. Ta cứ thử làm theo bạn nhé. Sum gì? Sum mở ngoặc nam ạ. Sum mở ngoặc nam. Ok. Chết chưa? Sum nam. Người yêu em tên là Nam đúng nhỉ? Sâm mở ngoặc Sâm mở ngoặc ngoặc kép cái đúp ngoặc kép ạ. Đây ngoặc kép. Nhảy đúp ạ. Nhảy đúp. Nhảy đúp. Nam ạ. Nam.
Chết đi. Xăm xăm cái gì thì phải điều kiện nào? Giới tính. Giới tính bằng bằng nam ạ. Nam bây giờ nó mới nháy kép. Bụp, chết chưa? Hay là bỏ cái này đi. Hay là ví dụ một Hòa vào đô hệ la thống giới rồi tính mà, bằng bằng hòa nam. vào hệ thống rồi, hòa vào hệ thống rồi. Hòa vào hệ thống rồi. Có thế này cũng không được. Đó. Dùng lệnh xăm bất lực thì chúng ta sẽ có một cái cách nữa, đó là chúng ta dùng lệnh, đã nói lên số lượng là chúng ta dùng lên và lên đi. Số lượng, số lần xuất hiện thì nó đây chính là đến tần số, do đó chúng ta sẽ gọi lệnh table. Giới tính. Ui giời ơi à. Như vậy là gì? Trời ơi. Nam là có 110 người, nữ có 90 người. Chúng ta có vẻ hay thì muốn sử dụng cái lệnh xăm, đúng không? Xăm nó con dao hai lưỡi, nếu như mà là số mà không cẩn thận nó cộng lại, còn đây là bằng chữ nó có cộng có hết. Xóa một cái rồi cũng không được luôn đi, không phải lệnh xăm lúc nào cũng được đâu. Thế tiện đây thì người ta hỏi là nam chiếm bao nhiêu phần trăm, nữ chiếm bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta sẽ dùng lệnh gì? Xin mời Nguyễn Vinh Quang, tức là tính tỷ lệ nam tỷ lệ nữ đấy. Mình đang là ôn tập tổng hợp mà, ôn từ đầu luôn đấy, ôn từ cái kỹ thuật lấy dữ liệu. Chết rồi. Thầy ơi, thầy hỏi lại được không ạ? Thầy hỏi là chỗ em nước có to không? Cũng cũng to thầy ạ. Không to á? To ạ, có ạ. À to hả? Vâng ạ. Tưởng nếu không to thì đến trường học trực tiếp. Thế thì thầy nói vui thế thôi. Em phải để ý vào câu hỏi của thầy chứ. Thầy đang bảo Dạ vâng. à, cái tỷ lệ nam tham gia vào cái cuộc điều tra này là bao nhiêu, tỷ lệ nữ là bao nhiêu, thì em dùng lệnh gì? Em dùng lệnh chia xăm với len ạ. Chia xăm len à? Cũng được luôn chuẩn. Ồ, thế cái này xăm có được quái đâu, cái này xăm có được đâu. Là có xăm giới tính nam là 110 rồi ạ. À, tức là số nam là 110 rồi. Xong làm gì tiếp? Xong rồi chia với len của ví dụ một ạ. Ừ. Chết. Thế như vậy là chúng ta là 110 nhân với 100, 100 chia cho à lộn, đúng không? Chia cho 200. Đấy, như vậy chúng ta sẽ tính được một cách thủ công là 55%. Có cách nào khác không em? Em hay dùng cách này ạ. Em đi vào xu hướng đơn giản đúng không? Đơn giản hóa vấn đề chứ không phức tạp hóa vấn đề. Em học khoa gì nhỉ? Em học quản trị kinh doanh ạ. Quản trị kinh doanh. Đôi khi quản trị kinh doanh cần phải phức tạp hóa vấn đề để làm cho đối phương nó hoa hết cả mắt, úi cả tai. À, có một cái lệnh khác đó là lệnh prop.table. À, trước khi lệnh cái này ta đặt cái kia vào để cho nó dễ. Đặt cái này. Đặt cái này thành cái bảng. Bây giờ chúng ta gõ vào table. Bảng 1 đỡ mất công. Ghi lại. Ok. Muốn quy ra phần trăm đúng không? Quá đơn giản, nhân 100. Này. 55% chưa? Như vậy là nam thì
Trong số dữ liệu điều tra, nam có 110 người chiếm tỷ lệ 55%, nữ có 90 người chiếm tỷ lệ 45%. Tất nhiên thầy chọn những cái số nó gọi là siêu đẹp, nhưng mà chúng ta có thể nhẩm tay để kiểm tra. Đấy, tất nhiên những con số nó có thể xấu hơn thì mình không kiểm tra, nó dễ dàng như thế. Được chưa? Để tiếp tục, thừa thắng mình ta xông lên. Tiện đấy, cái câu hỏi của bài như thế thôi, nhưng mình hỏi thêm nữa. Cái bài này do thầy chế ra, thầy hỏi một loạt câu tỷ lệ nam nữ trong điều tra thì xong rồi nhé. Bây giờ cái câu hỏi số 4 là vẽ biểu đồ phân phối tần số cho giới tính. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Xin mời bạn Trần Yển Hái, Hải Yến. Hải Yến ơi. Dạ, em đây. Em là ai? Em là Trần Hải Yến á. Trần Hải Yến cho biết lệnh vẽ biểu đồ phân phối tần số cho biến giới tính là như thế nào? Em sẽ dùng sao thế, người yêu tên là ở ở à ừ gà ừ, ừ. Mình nhắc lại nhé, trong cái phần vẽ đấy đúng là thầy nào trò đấy. Hồi xưa mình học là có một số lệnh sau đây. Thứ nhất là lệnh plot. Plot dùng để vẽ đa giác tần số, dùng để vẽ biểu đồ tán xạ. Histogram là dùng để vẽ biểu đồ phân phối tần số của biến liên tục. Bar plot, rồi pi, thậm chí còn có cả biểu đồ hơi phức tạp một tí nhưng hình như chúng ta không được giới thiệu. Đó là cái biểu đồ tự nhiên là quên tên. Chúng ta có mấy cái này chính này. Đấy, thế còn đa giác tần số nữa. Đa giác tần số thì dùng lệnh plot. Histogram, bar plot, pi. Cái nào để dùng trong bài này? Một thầy không nhớ histogram là vẽ cái gì à? Vẽ biểu đồ phân phối tần số cho biến liên tục. Còn ba plot cho biến gì? Cho biến gì? Không nhớ. Chết giả. Ba plot. Bảng 1. Ok. Nhưng mà mình thấy nó có hơi xấu đúng không? Chọn chỉnh bảy màu me vào. Côn này không phải là calum. Côn này là color, màu đúng không? Nếu mình không nhớ thì mình cứ cho màu cầu vồng đi. Úi giời ơi, bố cục thay đổi. Nếu như mà giáo viên mà yêu cầu phải đúng màu. Đúng màu. Nam thì phải có màu đỏ chẳng hạn. Màu đỏ. Nữ thì có màu xanh. Nhưng mà xanh khác. Úi giời ơi, đấy đổi màu hay. Rồi nó tính tỷ lệ phần trăm vân vân. Cái này các em tính xong. Hay tương tự như vậy thì chúng ta có thể vẽ biểu đồ tròn. Đâu? Biểu đồ tròn đấy. Cái này mà dùng histogram khả năng nó vẫn vẽ nhưng mà nó không đúng. Thử. Biểu đồ histogram là dành cho biểu đồ phân phối tần số, tức là biến liên tục. Nó vẫn vẽ đấy nhưng cái này không đúng đâu nhé. Không phải bảo là em cứ luôn nó vẽ lại em cho nó đúng đâu, không phải đâu. Tiếp tục. Câu số 5. Tính số nam sống ở hải đảo và số nữ sống ở nông thôn trong nhóm được những người được điều tra. Xin mời.
trời bớt mưa cho em còn đến trường nhá. Nhiều khi lâu lâu không đến trường thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Sống ở nhà nhiều nó thành cô lập, giống như kiểu cô lập trên đảo hoang, không phải đơn giản. Xin mời Đinh Văn Đức. Cô số 5 làm nhỉ? Em có. Ừ. Làm thế nào? Em thưa thầy, em nghĩ là dùng hàm xăm ạ. Lại hàm xăm à? Tại vì tính thì chắc là dùng hàm xăm ạ. Hình như các thầy cô giáo dạy lớp bài tập lúc em hay cho dùng hàm xăm hay sao nhỉ? Em không biết ạ. Thế thì anh nhé. Số nam sống ở hải đảo thì bây giờ nam với nữ nó thuộc vào biến gì? Biến gì? Sao? Định tính hay định lượng? Định lượng ạ. Úi trời ơi, nam với nữ mà định lượng à? Định tính. Tại vì có thể tính được ạ. Không phải, em không hiểu từ tính. Tính này là tính chất em ạ, chứ không phải là tính được. Ơ thế ạ? Ui dồi ôi, ông này học hành thế chết. Tính này là tính chất. Chứ mà nói cái gì tính được thì về định lượng là vẫn số nó không bao nhiêu. Tính như là ở đây là tính chất. Ví dụ như là to, dạ, béo, gầy, thấp, cao, dân. Tính là gì? Ui cái gì đấy? Em xin lỗi, ở chỗ em nó hơi ồn tí, em tắt mic ạ. Có hàng xóm thế cũng được đấy, chỉ bậy ác, hơi ác ấy. Thế mình tiếp tục nhé. Thế thì ở đây ấy, là nó có, thầy giáo có hỏi là số nam, rồi nữ, nam nữ thì nó thuộc vào biến giới tính. Còn hải đảo và nông thôn ấy, thì nó thuộc vào biến nơi tạm trú. Đấy, thế cho nên là chúng ta sử dụng lệnh thầy bồ là xong. Trời ơi, đếm số lại dễ nhất là lại thầy bồ. Nói từ nãy giờ mà không có hiểu. À, giới tính. À, dạ vâng, giới tính bằng... Không nào. Phải giới tính bằng, giới tính và nơi tạm trú. Nơi tạm trú. Cái nào viết trước? À, thầy cho em xem lại câu hỏi được không ạ? Đây. Em thấy là giới tính viết trước, còn nơi tạm trú viết sau ạ. Thực ra hai cái này viết cái nào trước, cái nào sau cũng được. Không tin à? Vâng. Đây, không tin thì cho thử. Này, như nhau chẳng qua nó xoay chiều dọc, xoay chiều ngang thôi. Đấy. Tức là cái viết trước thì sẽ đóng vai trò là dòng, cái đằng sau sẽ đóng vai trò là cột. Đấy, như vậy giới tính đứng trước, đứng sau thì là giới tính thì nó sẽ theo dòng, còn nơi tạm trú sẽ theo cột, và ngược lại ở dưới kia thì nó lại ngược lại, nơi tạm trú là sẽ theo dòng và giới tính theo cột. Bây giờ đề bài hỏi chúng ta là cái gì đây? Số nam sống ở hải đảo, số nam sống ở hải đảo, nam hải đảo, tức là mình phải nam thì phải gióng ngang ra, hải đảo gióng xuống, như vậy là nam hải đảo. Nam là có 12, nam hải đảo là có 12. Nữ sống ở nông thôn thì có 20. Đúng không nhỉ? Nữ sống ở nông thôn 20. Đây bài có hỏi là số nam sống ở hải đảo là 12. Số nữ sống ở nông thôn là 20. Còn bao giờ nó hỏi là tính số nam sống ở hải đảo và nữ sống ở nông thôn thì là hai cái số này phải cộng lại với nhau. Chúng ta để ý cái câu hỏi. Đây là hai từ số nó riêng biệt, cho nên là tính là kết quả là hai số khác nhau. Hai số riêng biệt. Còn nếu đề bài chỉ hỏi là tính số nam sống ở hải đảo và nữ sống ở nông thôn, có nghĩa là hai số đấy phải cộng lại. Câu 5 được giải quyết xong. Tiếp tục. Câu số 6. Trong số nam được điều tra, tính tỷ lệ nam sống ở thành phố và nam sống ở hải đảo. Xin mời. Ui, câu này làm thế nào nhá? Đây rồi, Nguyễn Thị Thùy Dung. Nghe tên quen quen. Nguyễn Thị Dung. Dạ. Dung. Em đây thầy. Làm cái thế nào? Em dùng Baroque Table thầy ạ. Baroque Table. Nghe có vẻ có lý. Baroque Table cái gì? Baroque Table giới tính nơi tạm trú ạ. Thế à? Sao thì nhân lên 100 ở bên ngoài.
đây đây từ từ nhá. Baroque table này, giới tính này. Rồi gì nhỉ? Nơi tạm trú. Thầy đang gõ theo em đấy nhá. Rồi sau 100. Chiến luôn. Chết đi. Nó báo lỗi rồi. Nó báo ở dòng dưới cùng như này, x mất. X phải là dưới dạng đêm đêm. Thế là không có được, là không có được. X ở đây nó phải là cái tên. Thiếu cái gì đố biết. Thiếu dấu thiếu dấu nhân. Một kép ở đây. Không phải. Thiếu dấu chữ thay bồ. À, cái đồ con gà. Chạy. Ôi chết. Thiếu dấu đóng ngoặc. Thiếu dấu ngoặc rồi. Đúng rồi, đánh vội quá. Thiếu dấu ngoặc. Đây. À, nó phải thế. Ố, nhưng mà à đúng rồi, nó tính là phần trăm. 12 người là chiếm 6% thật. Đây là phần trăm chuẩn. Nhưng mà vẫn chưa đúng. Chưa đúng yêu cầu của bài toán. Bài toán hỏi cái gì? Bài toán hỏi cái gì? Tỷ lệ giữa nam sống ở thành phố và nam ở hải đảo. Nhưng em phải đọc hết câu cơ, em mới hiểu được người ta hỏi cái gì. Nếu như nói như của em à, trong số nam được điều tra. Tức là chỉ tính nam thôi. Chỉ tính nam thôi. Đúng rồi. Chỉ tính nam thôi chứ không phải là tính cả nam cả nữ. Cho nên là mình đọc bài này, bài mình phải cẩn thận. Trong số nam được điều tra tính tỷ lệ nam sống ở thành phố và nam ở sống ở hải đảo. Bây giờ mình tính thô trước nhé. Ta hết sức bình tĩnh này. Ta nhìn lại cái bảng tần số của nó trước đã. Viết lên trên cho nó quen mắt. Tổng số nam của chúng ta là, bây giờ tính thủ công trước nhé. Đôi khi nhiều lúc mình không hiểu ấy, thì mình phải làm cái thủ công trước. Sau đó thì mình dùng công thức mình hiểu được. Đấy. Đôi khi nó là như vậy. Có thể sau này con cái các em cũng thế. Em dạy các cháu nó lúc đầu là cái cao siêu ABC làm gì nó không hiểu đâu. Mình lấy ví dụ cụ thể. Ví dụ như 2 cộng với 3 bằng 5, cách cộng như thế nào, đóng vào ngoặc như sao. 2 cộng 3 sau đó cộng với 4 chẳng hạn. Thì nó sẽ bằng với 2 cộng với tổng của 3 và 4. Nó đưa ra là nó hiểu A như vậy là có tính chất kết hợp. Cái nói kết hợp không hiểu. Chỉ cần viết thế này là nó hiểu. Nào con cộng thử hộ bố hoặc hộ mẹ. Đấy, 2 cộng 3 trước này, sau đó cộng 4 à. Sau đó là tính hộ 4 này này. Sau so sánh hai kết quả với nhau. Nếu bảo bằng nhau thì đúng rồi, như vậy chúng ta sẽ có tính chất là A cộng với B đóng vào ngoặc. Sau đó cộng với C thì bằng tổng của A cộng với B và C, tổng của B và C. Thế. Từ cái này cái quá đây này, tất nhiên không phải lúc nào trường hợp cụ thể đúng mà trường hợp tổng quát nó cũng đúng. Nhưng mà trong một số trường hợp có thể nói hình tượng như này, nói đơn giản như này để cho dễ hiểu. Mình đang quay trở lại chỗ này nhé. Mình tính thủ công trước này. À, nam sống ở hải đảo là có 12 người. Tổng số nam là vừa nãy mình tính là 110 người. Tính đề ra bao nhiêu? Ồ, có thể số 6. Ví dụ này hơi đặc biệt. Số trên số dưới nó trùng nhau nên dẫn tới nguy hiểm. Mình bấm máy thôi. Bao nhiêu người? 100. À quên. 12 nhân 100 chia cho 110. Đây là số nam sống ở hải đảo nhé. Tỷ lệ đấy. Trong số nam, tỷ lệ nam sống ở hải đảo. Tỷ lệ nam sống ở thành phố 52. Thế là chúng ta sẽ lấy cái số trên cộng với số dưới thì nó sẽ bằng khoảng 58 phẩy mấy phần trăm ấy. Đúng không? Thế như thế này thì chúng ta tính như này thì nó cũng hơi vất vả một chút. Tính thủ công
Bây giờ mình có một cái thủ thuật là chúng ta dùng lệnh baroque table. Baroque table khôn cơ. Thêm phải một ở dưới. Ôi sao bây giờ mới nhớ ra, trời ơi, thời đại ta đang chờ nói lấy giờ chết sợ. Thêm một hay thêm hai? Ừ, thêm một ạ. Phải thử đã, tại vì mình viết giới tính chứ. Theo dòng. Đây, ô, hai số này, đây này, số này này. Chính là đây này. Đấy. Số này này. Chính là đây này. Đấy. Nam, trong số nam nhá. Những cái người mà sống ở hải đảo ấy, thì là có 12 người chiếm bao nhiêu phần trăm? Cả đại phần trăm. À, thành phố có 52 người chiếm cả đại phần trăm. Như vậy tổng số chúng ta sẽ cộng được ngay. Đó, chúng ta dùng Baroque table. Baroque table xong là bên trong có table lần nữa. Thì đối với số 1 là tổng theo dòng. Theo dòng. Và đối với số 2 là theo cột. Cứ thêm vào từ. Thế là mình làm ngon lành thôi. Chắc đến bây giờ đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung là điểm thấp là tâm phục khẩu phục số chi. Chúng ta tiếp tục câu số 7. Câu số 7. Xin mời Vũ Thanh Bình. Làm thế nào? Dạ, có em ạ. Uh-huh. Mình dùng lệnh cắt ạ. Cắt như thế nào nhỉ? Cắt tuổi xong break bằng 20, 100 và 20 ạ. Như vậy là cái bước nhảy, nó là tên tiếng Việt là bước nhảy cho nó dễ. Thì ra nó là khoảng cách bước nhảy. Bước nhảy hoàn vũ bằng SEQ. Khởi đầu là 20 đúng không nhỉ? Kết thúc là 100. Khoảng cách là bằng 20 đúng không? Gõ chữ bước nhảy xem nó có đúng không? Ok, chuẩn như là đề bài cho. Đấy, như vậy là đây là chia tuổi, chia thu nhập. Thu nhập. Chia thu nhập, viết là chia TN. Lệnh cắt này, đây thầy đang làm theo em đấy. Tiếp tục theo là gì? Cắt cái gì? Cắt tuổi ạ. Tuổi đúng không? Tuổi. Thu nhập. À, thu nhập ạ, thu nhập. Ừ. À, bước nhảy. Bước nhảy ạ, break bằng bước nhảy ạ. Ừ, bà đây à. Đấy, không nhớ hết mình gõ này ra. Bằng bước nhảy, rồi. Bước nhảy hoàn vũ. Còn gì nữa không? Right bằng FAT, em phải xem lại đề bài ạ, em phải nhìn lại đề bài. Này. Em hiểu thế nào về từ không? Không vượt quá là không vượt quá là không vượt quá. Bé hơn ạ, là phải bé hơn cái mút bên phải ạ. Bé hơn ngọc bạc đúng không? Vâng. Thế là ngọc vuông bên nào? Ngọc vuông bên trái ạ. Ngọc vuông bên trái là câu trả lời sai nhé. Bé hơn ngọc bạc là ngọc vuông nó bên phải chứ. À vâng. Nhỏ hơn ngọc bạc 60 là ngọc vuông nó bên chỗ 60 ấy. Như vậy ở đây là right bằng chủ. Tiếp tục có một cái nữa để đảm bảo nó không bị rơi giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất bay ra ngoài mất. Include lowest. Đấy, đúng rồi. Hôm trước có một nhóm mà quên cái chỗ đấy là mất cái giá trị 39, không biết nó rơi đâu. Như kiểu là mò. Chủ. Ok. Làm nào biết được kết quả? Mình viết cái chia TN ra. Thế à? Vâng. Này. Nhìn đi. Thấy được chưa? Đã được rồi đấy ạ. Nó được rồi. Úi dồi ôi, nó chạy như con ngựa thế kia mà kêu được rồi. À thế thì mình lập bảng ra. Nguyễn Thanh Trà giải tiếp. Trà ơi. Em đây. Cái xóm em có bị... Để nghe thì em nói không ạ? Quá. Vâng, em phải hỏi lại chắc.
Bạn đã bị thiệt. Bây giờ Để ra kết quả, em làm nào để ra kết quả? em thiếu một chút là thầy. Ừ, đây của bạn đây. Thì bây giờ chia tổ ạ? Phân Chia tổ ạ? rồi. Rồi em quên đề yêu cầu phân tổ cái gì nhỉ Bạn thầy? chia tổ rồi, bây giờ làm gì tiếp? Ôi thì cô này đọc từ nãy giờ không nghe. Không nghe bài giảng Không ạ. phải nhưng mà em quên mất đề nó yêu cầu cái gì rồi ấy. Đây là đang yêu cầu là chia tổ. Sau khi chia Bây giờ cần gì? Hả? lập, bây giờ phải lập bảng. Em đọc luôn được không? Hả? Vâng, chưa thu nhập xong rồi. Mở ngoặc thế ạ? Dùng lệnh table trước. Vâng. Ơ, sao không để tên là thế? Đây. Để mà. Vâng. Cái này đã được chưa? Vâng. Được rồi, thế như vậy là chia tổ xong nhá. Đấy, mình chia xong rồi mình ghi kết quả ra. Đây, Vậy. mình chia tổ kết quả. Xong đây mày hỏi gì tiếp? Tính tỷ lệ những người phải đóng thuế thu nhập, biết rằng một người phải đóng thuế thu nhập nếu tổng thu nhập năm người vượt quá 60 triệu. Trời ơi, tính kiểu gì? Phải lọc tổng thu nhập trên 60 triệu là 28. Đâu, trên 60 triệu là 28 người. 28 người ăn không điểm. Vâng. Một 100 triệu có trên 60 triệu không? À, thế 28 cộng 28 cộng 14 ạ. Bây giờ lấy thủ công là 28 cộng 14 là có 42 người, chiếm tỷ lệ bao nhiêu sao? Table ạ. Ừ, bao nhiêu? Em không biết. Ô hay. Làm bài 28 cộng 14 là 42 ạ. 42, 42 trên 200 người. Vâng. Đây để em mở. Thế thôi thầy ơi, luôn là prop table xong rồi table chia không nhiều. Cũng được. Thế dễ. Lười tính thì đành như thế thôi. Vâng. Thế này sau này có nhiều tiền thì cũng lười tính Có mày đếm tiền mà thầy à? thì là 0,14 cộng 0,07 ạ. Thế là bao nhiêu? 0,21 ạ. Thế là bao nhiêu phần trăm? 21% ạ. Đúng rồi, 21%. Chúng ta có thể sử dụng cái lệnh căm xăm. Thì chúng ta sẽ tính được là như này nha, nhìn đây nha. Đâu rồi? Số người tức là số phần trăm mà nhỏ hơn hoặc bằng 60 triệu thu nhập từ 60 triệu trở xuống là có 79%. Vâng. Thì như vậy là trên 60 triệu sẽ là 100 trừ đi 79. Vâng. 100 Là 11. nó vẫn ra 21%, tức là 21 đúng rồi, nó có nhiều cách tính chứ không không phải là một cách tính duy nhất, nên mình phải tiếp cận các cách khác nhau để mình phát triển. Đấy chính là cái việc gọi là vẻ đẹp của toán học, tức là cho chúng ta tiếp cận với nhiều cách khác nhau để giải quyết một vấn đề. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng cứ dùng một thứ, có phải lúc nào chúng ta cũng nhớ được một thứ đâu. Đó. có mắt thầy. Vâng ạ. Chào thầy. Như vậy câu này là xong. Bây giờ đến ý thứ hai của nó sẽ xử lý kiểu gì? Xin mời Trần Thị Ngân. Chết rồi. Trần Thị Ngân vắng rồi. Em có ạ. À, ý thứ hai làm nào? Tỷ lệ những người có thu nhập hơn 80 triệu. Đang dùng tính căn của thu nhập lớn hơn 80 chia cho len ạ.
Thế là em chỉ mới làm được mỗi của cái thu nhập trên 80 thôi. Công này em chưa biết làm ạ. Ô hay. Cái này nó có hai yếu tố, một là thu nhập và thứ hai là khoảng tuổi, phải lập bảng chéo tính chứ. Thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật chia chia tổ, cái chia tổ của cái thu nhập ấy. Vừa nãy là chia tổ về đây thu nhập này. Còn phải chia về về thu nhập này, xong là còn chia khoảng tuổi nữa. Khoảng tuổi nữa. Chia cái khoảng tuổi ấy. Làm thế nào để nó có cái chứa khoảng 40 đến 60 trên là thu nhập. Sau đó thì lập bảng tần số chéo là xong, lớp lúc sáng làm ngon lành hay lớp lúc chiều là cũng làm được. Trời ơi, sao lại thế nhỉ? Tức là như này nhá, chúng ta để ý này. Ở đây thu nhập hơn 80 triệu, hơn 80 triệu tức là nó nằm trong cái khoảng còn lại đấy. 80 đến 100 đấy. Khoảng tuổi 40 60 như vậy mình phải chia tuổi. Chia tuổi ra. Trong đó có một cái khoảng là lớn hơn 40 nhỏ bằng 60. Sau đó dùng lệnh table prop table một cái thì là cái thu nhập trên 80 gặp cái khoảng tuổi 60 đến 8 40, 40 đến 60 ở đâu thì đó chính là hát số. Nghĩa là ngoài cái việc mà ở trên ta vừa mới chia thu nhập ra thành các khoảng chia như trên bảng thì chúng ta còn phải chia cả tuổi nữa. Tuổi nữa, chúng ta để ý xem tuổi đây là thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu. Thấp nhất thì là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu thì làm như thế nào? Xin mời Trần Đăng Khoa. Tuổi thấp nhất và tuổi cao làm thế nào? Em thầy dùng ren ạ, ren tuổi ạ, ran ghê thầy. Thấp nhất là 24 tuổi, cao nhất là 78. Thế là mình phải chia khoảng tuổi giống như ở trên ấy, nhưng mà mình có thể mở rộng nó ra. Ví dụ là mở rộng sang trái là nhỏ hơn 24, như trong bài này mình có thể lấy từ 20. À, lớn hơn 78 thì chúng ta có thể lấy là 80 đấy, như trong bài này. À, có em đang thắc mắc là mở rộng thế thì có vấn đề gì không? Mở rộng đấy chỉ nó chỉ khác nhau cái ký hiệu thôi, chứ còn nó đếm số phần tử thì nó không ảnh hưởng gì. Ví dụ như anh có 78 tuổi thì anh vẫn rơi vào cái khoảng từ 60 cho đến 80 tuổi, chứ cũng không thể rơi ra ngoài được. Đấy. Chỉ có điều mình lấy mở rộng ra thì nó không mất maximum, mà mất lấy nhỏ hơn thì nó sẽ không mất minimum nếu như chúng ta không có cái tham số include bằng true. Đấy, thế thôi. Là sau khi lập chia được khoảng tuổi xong, chia được khoảng tuổi xong lại chia tuổi này, cắt này, chúng ta sẽ lấy tuổi này, sau là bờ bước nhảy này, SEQ có thể nên ta sẽ mở rộng sang bên trái là 20 nhé, kết thúc là 80, bước nhảy là 24, à 20. Cái này mà chúng ta có quên cái include này thì cũng không ảnh hưởng, không sợ mất lớn nhất nhỏ nhất. Vì sao? Bởi vì là mình lấy rộng hơn này, nhỏ nhất của nó là 24 mà. Đây mình lấy từ 20. Lớn nhất của nó là 78, mình lấy tận 80 thì kiểu gì mà mất lớn nhất nhỏ nhất là không bao giờ mất được. Đấy là lấy rộng hơn. Nhưng mà thì có thể lại dùng lệnh include bằng true cũng được, không thì thôi. Nhưng mà cái lệnh này bắt buộc là cái ngoặc vuông chúng ta nhìn nhé. Trên 80 tức là lớn hơn 80. À, đang quên tuổi mà 40 60 thì như vậy ngoặc vuông nó bên phải bằng true. Thế bây giờ sau đó chúng ta dùng lệnh table hai biến nhé, là chia tuổi và thằng kia là cái gì nhỉ, chia thu nhập. Này, chuẩn chỉ chưa? Chia tuổi và chia thu nhập.
Nghĩa là mình sẽ được đẹp, rất đẹp. Đề bài bảo chúng ta là cái gì đây? Tính tỷ lệ những người thu nhập trên 80 triệu nằm trong khoảng tuổi 40-60. Bây giờ thầy tính thủ công nhé. 40-60 và 40-60 và trên bao nhiêu nhỉ? Thu nhập hơn 80 triệu. Thu nhập hơn 80 triệu thì là đây. Thì là cái cột này nhá. Mà trong tuổi như này 40-60, như vậy là có hai người đúng không? Đó, hai người trên tổng số bao nhiêu người? 200 người. 1% rồi. Đúng chưa? Thế thì mình có muốn thêm thì mình sẽ thêm phần trăm nó tính nhá. Prop.table. Cái này là phần trăm trong toàn bộ. Quên, chưa nhân 100. 2% chưa? Chuẩn luôn. Ồ, sao lại 1%? À, 2 người trên 200 người là 1%. Đây này, đa số chỗ này. Đấy, như vậy chúng ta sẽ ghi lệnh ở đây. Mình phải ghi lại, nó quên mất. Riêng cái câu dưới này. Trừu tượng lắm. Rồi. Chết, lạnh ở dưới này. Ô. Ghi vào đấy ra. Để cho nó nhớ. Sau thời gian mình có thể quên. Thế như vậy cái câu này là đã được giải quyết xong. Chúng ta đếm được ra là có 2 người, chiếm tỷ lệ là 1%. Bây giờ tiếp tục đến câu số 8. Mình sẽ nghỉ giải lao ít phút đi, rồi chúng ta tiếp tục câu số 8. Ta sẽ nghỉ giải lao bây giờ là 3 giờ 57 phút, tức là khoảng gần 4 giờ. Chúng ta sẽ nghỉ đến 4 giờ 10 phút. Nghỉ giải lao đến 4 giờ.